Amen. Yeah. Okay, We Chúa. are on the subject of serving God. Yeah. Bây giờ chúng ta cùng quay trở lại. Chúng ta đang nói về chủ đề về um, phục vụ Chúa. The last two months we were talking about setting apart. À, uh, trong hai tháng vừa qua thì chúng ta có nói về việc chúng ta được biệt riêng ra. And I believe today we will still carry on this subject of setting apart for God to serve Him. Và ngày hôm nay tôi tin là chúng ta vẫn đang trong cái phần chúng ta nói về việc chúng ta được biệt riêng ra cho Chúa để phục vụ Ngài. And yeah, the, the verse that we are touching on is Romans chapter 1 verse 1. À, chúng ta nhớ là cái câu gốc của loạt bài này nằm ở trong Roma đoạn 1 câu số 1. Uh, Paul a servant of Christ Jesus called to be a apostle set apart for the gospel of God. Ở đây lời Chúa đó là Phaolô đầy tớ của Đấng Christ Giêsu được kêu gọi làm sứ đồ và được biệt riêng ra cho tinh lành của Đức Chúa Trời. Yeah. So the word servant here in English is not properly translated. It should be a born servant. Thì cái chữ đầy tớ ở đây trong bản dịch tiếng Anh cũng như tiếng Việt thì chưa có dịch chuẩn lắm chỗ này. Ở từ đây đúng hơn là đang nói đến một cái nô lệ vì yêu thương chủ của mình nên tinh nguyện ở với chủ suốt đời. And for uh, the Greek word, there, there are many, many there are many words for bond servant, but this được. one is special. Uh, trong tiếng Hy Lạp thì có rất là nhiều cái từ ngữ khác nhau để mô tả về nô lệ hay là tôi mọi thì uh, cái từ ngữ này ở đây được dùng trong Roma đoạn 1 câu 1 là một từ ngữ mang tính đặc biệt. Yeah, this is very special because it, it gives a picture of a devotion to God. Uh, từ ngữ này mang tính đặc biệt là bởi vì nó đang nói đến việc là chúng ta cung hiến hay là dân hiến đời sống mình cho Chúa. ở đây không chỉ là đây là một nô lệ phục vụ chủ chủ một cách không công hay là miễn phí đó mà còn có mang ý nghĩa là nô lệ này là tự nguyện để gọi là hoàn toàn thuộc về chủ và phục chủ vụ phục vụ chủ mãi mãi đó. And we can make a cross reference to Exodus chapter 21. Và nếu mà chúng ta kết hợp với phần kinh thánh nói về luật về nô lệ được tìm thấy ở trong suốt Ai Cập ký đoạn số 21. Talk about a Hebrew slave who served the master for six years. After that, he's given, he's given a chance to be free. Ở đây nói về một cái nô lệ người do Thái đó thì sau khi mà phục vụ chủ được 6 năm rồi thì qua năm thứ 7 tên nô lệ đó sẽ được tự do. Yeah, but he refused to go out, he continued to serve the master. Nhưng mà tên nô lệ này không có chịu rời bỏ khỏi chủ, nhưng mà tự nguyện tình nguyện để ở bên cạnh chủ suốt đời phục vụ chủ. Because, yeah, yeah. because he even he was given a liberty but he refused to take it because he's totally devoted to his master. Uh, cho dù là nô lệ này có cơ hội để được tự do nhưng mà tên nô lệ này đã uh, sẵn sàng bỏ qua cái quyền tự do của mình để dâng hiến đời sống của mình để phục vụ cho chủ đời đời hay là trọn đời. That's where we get this uh, uh, title Love Slave. Uh, nó từ đây từ cái chỗ đó chúng ta mới có một cái, uh, cái, cái, cái 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 tên hay là danh hiệu nói rằng là nô lệ yêu chủ, nô lệ phục vụ chủ trọn đời. This word uh, we just read the bond servant is called doulos It's like a devoted a love slave to the master. Và cái từ ngữ mà chúng ta vừa đọc đến khi nãy nói về đầy tớ hay là nô lệ tại đây trong tiếng Hy Lạp là chữ doulos và cái từ ngữ này nó mang ý nghĩa là một nô lệ yêu chủ và dâng đời sống mình để phục vụ chủ trọn đời. So you, you, Paul in uh, when he wrote the book of Romans it was after 20 years he has been serving the Lord sứ đồ Colos, khi mà ông viết thư tín Roma này thì ông đã phục vụ Chúa được khoảng 20 năm rồi. He still consider him a love slave. thì do vậy ông vẫn nhắc đến là đề cập đến chính mình như là một nô lệ yêu yêu mến Chúa yêu thương chủ. Amen. He consider he's a love slave even after serving many years. nghĩa là ông đã sau khi phục vụ Chúa nhiều năm rồi thì ông vẫn nói về mình là một nô lệ yêu mến Chúa yêu mến chủ của mình. Yeah, if we read Galatians chapter 1 and 2 or 2 Corinthians 11 and 12, you find the Paul ministry is very hard. Và nếu chúng ta nhìn ở trong Galati cũng như là trong Corinto nhì đoạn số 11 thì chúng ta thấy được rằng là chức vụ của sứ đồ Phaolô là một chức vụ rất là cam go, rất là khó khăn, khó nhọc. Even he was inspired by the Holy Spirit, but the, he even felt that he continued to be a love slave to the Lord Jesus Christ à do dầu là gặp những khó khăn như khó nhọc như vậy nhưng mà ông vẫn uh, nhìn thấy chính mình là một nô lệ yêu mến Chúa, yêu mến chủ. And then he called to be an apostle. Và rồi ông cũng nhắc về chính bản thân của ông như là một sứ đồ. Yeah, the, the word is very important you are called by God to be so and so to be something that God called you to be. À, ở đây đây là điều rất là quan trọng ông nói rằng ông được kêu gọi làm sứ đồ có nghĩa là đức chúa trời là đấng đã kêu gọi ông trở thành một sứ đồ đó là cái điều mà chúa nó liên quan đến chức phận liên quan đến chức năng mà chúa kêu gọi ông everyone is called to do something for God à, tất cả chúng ta đều được chúa kêu gọi để làm một điều gì đó cho chúa yeah. whether you're called to be a pastor you're called to be a housewife you must you God call you to do something for Him Yeah. Cho dù là Chúa kêu gọi quý vị là làm mục sư hay là là một người nội trợ trong nhà thì tất cả chúng ta đều có được Chúa kêu gọi để làm một điều gì đó. So that through you he can extend his kingdom. Hallelujah. Để, để rồi thông qua đời sống chúng ta thì Đức Chúa Trời có thể mở mang vương quốc của Ngài. Hallelujah. Amen. There was this lady, she, she I think she was a, her name is Cook. Oh, she also a cook. Dạ. Yeah. Thì uh, uh, có một cái cô kia à, uh, tên của cổ là Cúc và cổ cũng là một người làm uh, đầu bếp hay là một cái người uh, nấu ăn đó. Yeah, she was uh, she was she was in, he was able to impact Charles Persian because yeah. Charles becoming a man of God. Yeah. Và cô này dù là một cái người giống như nội trợ là người nấu ăn thôi Nhưng mà cô này vẫn có thể ảnh hưởng Đem lại sự tác động rất là mạnh mẽ trên một cái người là bậc thầy trong sự giảng dạy lời Chúa Và tên của ông đó là Charles Spurgeon yeah, Charles Spurgeon, we all know he's a prince of preacher He impacted England and even today he impacted many people to his teaching Yeah. Chúng ta biết rằng là Charles Spurgeon là một cái bậc thầy trong công tác giảng dạy lời của Chúa và uh, sự giảng dạy của Charles Spurgeon bữa nay là sự ảnh hưởng đến rất là nhiều người, thậm chí đến cả ngày hôm nay. This lady was not very literate, not very wealthy, but yet through her life, he was able to impact Charles Spurgeon so that he was able to move on for God cái cô mà khúc này là cổ không phải là một cái người giàu có gì cả nhưng mà qua đời sống rất đơn sơ của cô, cô vẫn có thể ảnh hưởng trên đời sống của Charles Burton để rồi uh, qua đời sống của Charles Burton thì nhiều người được uh, ảnh hưởng qua sự dạy dỗ lời Chúa và chức vụ không? Talking about Charles Burton, his wife also has a good influence upon him and encourage him a lot. Yeah. Bây giờ nói về Charles mentioned thì chúng ta cũng biết được rằng là vợ của ông cũng là một người có sự ảnh hưởng cho đời sống của ông rất là nhiều và ông là người khích lệ đời sống của ông rất là nhiều trong bước đường học về Chúa. you God Vì vậy nên cho dù bất cứ cái vai trò nào mà quý vị thực hiện trong đời sống của mình, thì quý vị lưu ý rằng là cái điều đó uh, cực kỳ quan trọng đó là chúng ta làm điều đó bởi sự kêu gọi của Chúa và cho đời sau chúng ta theo như kế hoạch và mục đích của Ngài. And set apart is what we're going to talk about. We're talking about. Yeah. Và rồi uh, chúng ta được biệt riêng ra cho Chúa cho mục đích của Chúa đó là điều chúng ta cũng đã bàn với nhau uh, trong những cái phần trước. Rồi, có thể chúng ta sẽ nói đến trong uh, hai ngày này nữa. Uh, set apart uh, actually they make a two Greek words. Uh, cái chữ mà được biệt riêng ra từ đây á, thì thật ra từ ngữ này nó có hai cái từ trong tiếng Hy Lạp. Uh, it, one word is called APO, APO. À, hmm. uh, cái từ đầu tiên đó là chữ APO. Uh, it means away, off, no more. <laughs> uh, nó nghĩa là ra khỏi, nghĩa là không còn nữa. Uh, the next word is horizon. Ở uh, từ thứ hai là horizon. Horizon. When you get the word horizon, uh, cái từ ngữ nó giống như cái đường uh, chân trời vậy đó. Uh, when you look at the horizon from afar, there seems to be no limit you can see it's like, you know, there's an, an ending no yeah. limit. Yeah. Khi mà chúng ta nhìn xem một cái đường chân trời từ đằng xa thì nhiều khi chúng ta thấy có cảm giác như là nó không có cái giới hạn gì cả, nó mang tính vô hạn với cái đường chân trời rất là xa. When you put two words together, then you are setting a limit, a boundary over your life. Uh, thành ra uh, khi mà nói đến cái sự uh, biệt riêng ra của Chúa, giống như là uh, nói đến một cái Uh, cái ranh giới mà Chúa định ra cho đời sau chúng ta uh, Chúa biết đi chúng ta cho một cái ranh giới nào đó so the worst thing, in fact we know the Christian are the most uh, the people who are the most liberated people Uh, hay nói khác là Lý quan đến sự kêu gọi và Chúa dành cho đời sống chúng ta để biệt riêng chúng ta ra đó cho mà thấy rằng Chúa ban ra sự tự do rất là lớn bởi vì cái ranh giới Chúa đặt để chúng ta giống như cái đường chân trời vậy đó nó rất là rộng nó rất là lớn. Uh, we put a limit we set ourselves boundary around us Yeah. No. rồi chúng ta thấy được rằng là uh, nó vẫn có cái giới hạn xung quanh trời sau chúng ta đó có ranh giới rõ ràng This is what you call set apart. Uh, đó là cái lý do chúng ta gọi đó là được biệt riêng ra là như vậy and then there's another element of setting apart means you devote yourself to God and His purpose và rồi cái ý nghĩa tiếp theo của việc được biệt riêng ra tại đây đã nói đến việc chúng ta dâng hiến đời sống của mình cho Chúa và cho mục đích của Ngài you know something is actually It's so simple yet it's so difficult to do. À, uh, và nó liên quan đến việc chúng ta làm những cái điều dường như rất đơn giản nhưng mà thật ra là rất là khó để làm. Yeah, God save us for a purpose. Bởi vì nhớ rằng Chúa ngài cứu chúng ta để phục vụ cho một mục đích rõ ràng. Why are we not doing it? Nhưng mà tại sao nhiều khi chúng ta không có làm theo điều đó? You may even in ministry today, but you're not doing what God wants you to do. That is not good. À, có thể ngày hôm nay chúng ta ở trong chức vụ đi nhưng mà nếu chúng ta không có làm theo điều mà Chúa kêu gọi và chỉ định cho chúng ta làm thì thật ra cái điều chúng ta đang làm nó không thực sự là điều tốt. Oh you think you're doing something for God but actually God didn't ask you to do and you do that that is not good. À, nếu chúng ta nghĩ rằng là ô mình đang làm cái điều đó cho Chúa nhưng mà cái điều đó Chúa không hề có cái sự chỉ định cho mình làm Chúa không có đặt để điều đó để mình làm thì cuối cùng cái điều đó không thực sự là điều tốt gì cả for me, even, even even clearer because I'm growing in age. I'm now 74 this year. Uh, đối với tôi thì bây giờ năm nay là tôi 74 tuổi rồi. nói chung là cũng lớn tuổi rồi. In, when I was in my 30s, I was not born again. I live for myself. I make everything for myself. Cái thời mà tôi 30 tuổi đó, là tôi mọi thứ là tôi làm là tự thân vận động. Tôi sống là sống cho bản thân của mình. tôi không quan tâm gì đến Chúa cả. If I think my 30 was like yesterday. Nhưng mà tôi nghĩ lại cái thời uh, tôi 30 tuổi đó, nó giống như ngày hôm qua nó trôi qua thật là nhanh biết bao. I thank God for saving me at age of 42. Uh, tôi tạ ơn Chúa rất là nhiều bởi vì uh, tôi nhận lại sự cứu rỗi vào năm tôi 42 tuổi. Yeah, even though in the time when I was saved by the Lord I also a lot of my time and my life purpose nhưng mà rồi dẫu vậy đó là vào năm 42 tuổi khi tôi đã được cứu rồi thì tôi cũng lãng phí rất là nhiều uh, quãng đời của tôi và nhiều khi cũng không có làm đúng theo mục đích mà Chúa đã uh, định sẵn cho tôi nữa I suppose I was learning about separation unto God. Uh, đấy là lúc đó là tôi cần phải học biết liên quan đến cái uh, uh, sự biệt riêng chính mình ra cho Chúa để chúng ta separation you separate unto God. À, ở đây có hai loại biệt riêng ra. Thứ nhất là biệt riêng chính mình ra cho Chúa. And you are separate from something. Nhưng mà, rồi thì thứ hai đó là biệt riêng mình ra khỏi một điều gì đó. Yeah, this morning I'm going to go back to some scripture we touched on last month. ngày hôm nay tôi sẽ bàn đến một vài câu kinh thánh mà trong tháng trước thì tôi cũng có đề cập đến một số câu kinh thánh đó. The Lord how much you want to be again. À, nhưng mà để nương vừa để Chúa đã biết được rằng là phải nhấn mạnh như thế nào một lần nữa về yeah. những gì đã học nơi tháng yeah. trước. We are talking about we want to set, set apart for God so that we can do what He wants us to do. Chúng ta đã bàn đến việc đó là chúng ta cần phải biệt riêng chính mình ra cho Chúa để rồi chúng ta có thể làm cái điều mà Chúa định sẵn cho chúng ta làm. How, however spiritual you may be, actually we don't have much of a focus if you are too, you are doing too many things at one time. Nhưng mà nhiều khi á, trong cái bước đường Chúng ta chưa có trưởng thành thuộc linh Chúng ta tập trung quá nhiều điều Chúng ta ôm đồm quá nhiều thứ Làm cùng một lúc I consider myself a very disciplined person Very focused person À, tôi thì thường hay đề cập về bản thân của tôi là một người mang tính rất là kỷ luật làm cái gì là cũng rất là tập trung và so easily to be swayed, so easily to lose my focus nhưng mà thực chất mà nói đó trong bước đường mình đi theo Chúa rất là dễ để mình rồi đánh mất cái sự tập trung mình bị uh, phân tâm because we're still in the flesh bởi vì sao bởi vì chúng ta vẫn còn sống ở trong thân xác mà yeah remember there's a flesh there still inside you and me yeah. Hãy nhớ rằng là chúng ta quý vị và tôi đó là chúng ta vẫn uh, vẫn còn bị ảnh hưởng bởi những cái điều thuộc về sách hết we thank God we have the Holy to live inside us to lead us to guide to take us away from things of the flesh. À, nhưng mà chúng ta tạ ơn Chúa vì cớ chúng ta có Đức Thánh lên ngài là đấng cư ngụ bên trong đời sống của mỗi chúng ta, ngài đấng giúp đỡ chúng ta để chúng ta sống một đời sống được tự do ra khỏi những cái khuynh hướng của xác thịt chúng ta. So we were mindful there's always some enemy or to take us away from the things of God in our lives. Nhưng mà chúng ta đồng thời cũng cần phải lưu ý rằng là luôn luôn có những cái kẻ thù đó, nó tìm cách để uh, khi chúng ta bị uh, ra khỏi những cái điều mà Chúa đã định sẵn cho đời sống chúng ta. Number one is our flesh. Cái điều thứ nhất đó là xác thịt chúng ta. Number two is the worldly system. Cái điều thứ hai đó là hệ thống của thế gian này. And thirdly is Satan himself. Và điều thứ ba là chính Satan. Uh, Satan will use the flesh and the worldly system to affect us to take us to be ineffective in the work of the, the Lord. Uh, Satan nó dùng những công việc của sách thịt uh, và nó dùng uh, hệ thống đời này thế gian này đó để khiến cho đời sống chúng ta không còn uh, phát huy tác dụng, không còn có hiệu quả cho Chúa cũng như là cho kế hoạch mục đích của Chúa và cho đời sống của mình nữa. Amen. 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 God is using him to train us. Hallelujah. Uh, uh, nhiều khi là uh, Chúa vẫn để cho Satan nó làm những điều đó để rồi uh, chúng ta có cơ hội được huấn luyện đó. Yeah, so we can ready for heaven when we get there. Hallelujah. À, uh, để rồi chúng ta được sẵn sàng để rồi uh, chúng ta uh, như là gặp Chúa thiên đàng. Many of us are not ready for heaven now. Ờ uh, nhiều người chúng ta vẫn chưa sẵn sàng uh, để về với Chúa đâu. Amen. so we need to build up before we get to heaven. Hallelujah. Ờ uh, nên về phần chúng ta chúng ta cần phải có sự uh, trang bị uh, để um, xây dựng đời sống mình lên trước khi mà chúng ta mới sẵn sàng để về với Chúa cho thiên đàng. Let's turn with me to 2 Corinthians chapter 6. Bây giờ chúng ta cùng xem với nhau đi trong cô nhì đoạn số 6. Yeah, we read to 6 to verse uh, chapter 7 verse 1. Và chúng ta xem từ câu uh, uh, from verse uh, 2 Corinthians 6 14 to yeah. 7 verse 1. 18 uh, is cô... the last one. But yeah, 7 yeah. Mm. Uh, nhì đoạn số 6 từ câu 14 cho đến đoạn số 7 câu số 1 đó là phần kinh thánh chúng ta sẽ xem với nhau. So I read. Yeah, yes, please. À, tôi đọc cho quý vị nghe. Chớ mang ách chung với những kẻ chẳng tin vì công chính và gian ác có kết hợp với nhau được chăng? Ánh sáng và bóng tối có dung hòa với nhau được chăng? Đấng Ritz và Belian có thể hòa hợp được chăng? Hai người tin có phần gì chung với người không tin chăng? Có thể nào hòa hợp đền thờ của Đức Chúa Trời với các thần tượng không? Vì chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời hàng sống như chính Đức Chúa Trời đã phán ta sẽ sống trong họ và đi lại giữa họ ta sẽ làm đức cứu trời của họ và họ sẽ làm dân ta vì vậy chúa phán hay ra khỏi chúng nó hãy phân rẽ khỏi chúng nó đừng đá đồng đến đồ ô uế thì ta sẽ tiếp nhận các ngươi ta sẽ làm cha các ngươi các ngươi sẽ làm con trai con gái ta chúa toàn năng phán vậy Quá đoạn 7 câu 1 thưa anh em yêu dấu vì có những lời hứa này chúng ta hãy thanh tẩy chính mình khỏi mọi vết nhơ của thể xác và tâm linh cũng hãy làm cho sự thánh hóa được trọn vẹn trong niềm kính sợ đức chúa trời Amen. Amen. And we don't, The first command is do not be unequally yoked. Uh, chúng ta để ý uh, điều đang đầu tiên của Chúa dành cho chúng ta là chớ mang ách chung với những kẻ chẳng tin trong tiếng Anh thì nói rằng là đừng có mang ách không xứng hợp với những người không tin and verse 17 we have the verse come out be separated and touch not the unclean qua câu 17 thì nói rằng là hãy ra khỏi chúng nó hãy phân rẽ khỏi chúng nó và đừng đá động đến đồ ô ấy so we have a few Great command. Uh, Nơi no, tại đây chúng ta thấy được có một vài cái điều răn của Chúa là mang tính quan trọng, trọng đại. And verse 70, we talk about the command which I want to touch on uh, later on is be separated. Uh, về sau này chúng ta sẽ nói rõ hơn về điều răn trong câu 17 nói về việc là hãy phân rẽ khỏi. So you combine all these two command together, you find number one is to be not equally yoked with yeah. unbelievers. Thì bây giờ nếu chúng ta kết hợp cả hai cái điều răng từ câu 14 và điều răng câu 17 lại với nhau thì đầu tiên uh, Kinh Thánh nói rằng là đừng có mang ách không xứng hợp với lại người không tin Amen. Let, let me want to go back. I will talk about come out first. Hallelujah. Uh, và rồi uh, qua câu 17 thì nói rằng là hãy ra khỏi, hãy ra khỏi chúng nó. Chúng ta when sẽ cái điều đó. Yeah, when you hear the word come out, you have a picture of Exodus. Hallelujah. Khi mà nói về vấn đề là hãy ra khỏi tại đây chúng ta liên tưởng đến cái hình ảnh đó, giống như là uh, xuất hành ra khỏi từ cái chữ đó mà ra cái chữ uh, xuất Ai cập ký đó hay là Exodus đó, là xuất hành ra khỏi một cái điều gì đó hay là khởi hành ra khỏi một cái gì đó một nơi nào đó once time once upon we were in Egypt à, trước đây chúng ta vốn đã từng ở trong Ai cập mà yeah, we were under bondage à, Ai cập ở đây, đây đó giống như là thế gian hệ thống đời này đó chúng ta bị trói buộc ở trong thế gian này Once we're born again, we leave we we leave Egypt. Nhưng một khi chúng ta được tái sanh giống về phương diện thuộc linh là chúng ta ra khỏi Ai Cập về phương diện thuộc linh. But we still carry a lot of baggages. Nhưng mà nhiều khi chúng ta vẫn còn mang rất là nhiều những cái vướng bận, những cái điều cũ kỹ thuộc về thế gian này theo với chúng ta. One of the baggages you and I will face is the longing for the things of Egypt. Yeah. Đó là những cái hành trang thuộc về thế gian này à, Một trong những cái điều thuộc về hành trang thế gian này Đó là những cái điều Vẫn còn thèm muốn Vẫn còn à, ao ước khao khát Về những điều thuộc về thế gian này Những điều thuộc về Ai Cập cổ kỹ đó Chúng ta thấy là một trong những cái lời Lầm bầm than bản Mà dân Do Thái họ thường hay lầm bầm nhiều nhất Khi mà họ ra khỏi Ai Cập và điều đó khiến cho họ phải lang thang trong đồng vắng trong suốt bốn mươi năm đó. They complain some very simple thing like uh, we left the onion, we left behind, we left uh, everything concerning food behind. Uh, có nghĩa là họ lầm bầm về những cái chuyện rất là Uh, nó không có đáng cái chuyện nó rất là đơn giản cơ bản họ than vãn về chuyện là trong quan mạc thì không có được ăn dưa hành củ kiệu không có được những cái, uh, cái thức ăn cũ mà trước đây họ đã từng ăn ở tại Ai Cập They're never satisfied with mana God is given to them uh, họ không có thỏa lòng với lại mana mà Chúa ban cho họ trong uh, cái chuyến hành trình họ đi trong đồng vắng so when the come out we're supposed to come up quickly Without any lingering desire. Yeah. Ở đây khi mà Chúa nói hãy ra khỏi, may nghĩa là Chúa nói là ra khỏi một cách nhanh chóng và đừng có là uh, vướng bận, đừng có gọi là uh, cứ dính díu gì với lại những cái chuyện cũ kỹ nữa. will be separated. Uh, rồi điều tiếp theo mà kinh thánh cũng nói rằng là hãy phân rẽ khỏi, set apart uh, là biệt riêng mình ra khỏi, tách biệt mình ra khỏi. Do not thánh dạy chúng ta là đừng có khuôn rập theo đời này, đừng có để thế gian này nó hình thành nên cái tư tưởng và lối sống của chúng ta. In order to do that, we need to offer our body as living sacrifices. Để chúng ta làm được điều đó là chúng ta cần phải cung hiến, dâng hiến chính thân thể chúng ta lên như là của lễ sống, như là của lễ thánh đẹp lòng Đức Chúa Trời. And then the thing, touch not the unclean. Rồi kinh thánh cũng nói là đừng đá đọc, đừng có đụng chạm gì đến những đồ ô uế cả. Many works of the, the works of the flesh are unclean, defile our body, our spirit and soul. Có rất là nhiều cái điều ô uế trong thế gian này nó có thể làm ô uế là hoen ố ở đời sống chúng ta về tâm linh chúng ta về thể xác chúng ta và chúng ta cần phải lưu ý và cẩn trọng với những điều đó. Amen. This 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 is a picture of many Christian today. Và đây cũng là cái hình ảnh cho chúng ta thấy được rằng là nhiều cơ đốc nhân ngày hôm nay đã bị vướng vào chuyện này, đã bị rơi vào tình trạng tình, cảnh này. Yeah, when we do that, we are not able to do what God us to do in our life. khi chúng ta bị vướng vào những chuyện này thì chúng ta không thể nào có thể làm được những điều mà Chúa định sẵn cho cuộc đời chúng ta sống trên đất này để thực hiện. And, and the we just read, and it us a warning, it us instruction what we can do to be separated và trong câu kinh thánh mà chúng ta đang đọc ở đây cho chúng ta biết một số điều chúng ta có thể làm để rồi chúng ta tách biệt chúng ta phân rẽ chúng ta ra khỏi những cái điều đó. The first command is to say we do not be unequal with believers Cái điều đầu tiên mà kinh thánh hướng dẫn chúng ta là đừng có mang ách không xứng hợp với những người không tin Chúa. The Lord give us the reason why we should not be yoke with unbelievers. À, uh, và Chúa cũng cho tôi biết cái lý do vì sao chúng ta đừng có gánh lấy mang lấy cái ách chung của những người không tin Chúa. So what do you mean by yoking with unbelievers? À, uh, đầu tiên chúng ta để ý là ách đây là ách với những người không có tin. Yeah, if you take if you take the word yoke you find you are you are in the agriculture or you are in farming you know what the yoke is all about. À, thì chúng ta đó là xuất thân từ uh, văn hóa uh, về nông nghiệp mà nên chúng ta nghe nói ách là chúng ta hiểu được đúng không? Có nghĩa là chúng ta hiểu được uh, về cái ách dán trên con bò con trâu á, để rồi uh, trâu bò đi cày chung với nhau. Yeah. Thì is an instrument the link two animals together. Uh, đó là qua cái ách như vậy đó mà có thể uh, kết hợp hai con trâu hay là hai con bò để nó cùng uh, cày với nhau, cùng cày bừa với nhau usually it become a animal who is well trained the some new animals being trained. Dạ, yeah. thì thông thường đó là, là mình sẽ kết hợp giữa một cái con nó đã uh, cày bừa một cách thành thạo rồi với lại một cái con mà nó còn mới nó chưa có uh, rành trong cái việc mà đi cày bừa. So when we talk about yoke well reminded of Matthew chapter 11 verse 28 29 nothing. Uh, take your, take my yoke upon you and learn from me. À, khi mà chúng ta nói đến ách tá đây thì cũng giúp chúng ta liên tưởng đến câu kinh thánh ở trong mà uh, ma đoạn 11 câu 28 29 thì Chúa giê ngài phán rằng là uh, ta có lòng nhu mì khiêm nhường hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta thì linh hồn các con sẽ được an nghỉ. So we yoke with Christ then we walk as he walk. À, nên khi chúng ta mang lấy ách cùng với chớ thì chúng ta sẽ bước đi giống như ngài bước đi vậy. How did the Lord did walk on earth that you can learn à. something? và Chúa Giêsu Christ ngài đã bước đi ngài đã sống trên đất này như thế nào và chúng ta có thể uh, ý thức rằng khi chúng ta mang ách của Chúa chúng ta có thể học để sống giống như Chúa Giêsu Christ sống vậy very simple uh, he walk in love and forgiveness that, yeah? Chúa Giêsu Chúa Christ sống như thế nào đâu đây rất đơn giản Chúa Giêsu Christ sống trong tình yêu thương ngài sống ngài bước đi trong sự tha thứ he walk in faith he walk in the authority ngài bước đi trong đức tin ngài bước đi ở trong thẩm quyền Yeah, you need to think about how he walk. Then you, uh, then you, you know how to be yoked with Christ. Uh, khi mà suy gẫm về việc Chúa Jesus Christ bước đi như thế nào, ngài sống ra làm sao, thì nó sẽ giúp đỡ chúng ta để chúng ta nhận ra rằng là mình à, cá nhân chúng ta cần phải bước đi như thế nào, cần phải sống ra làm sao. How did he, how did he work? À, uh, Chúa Jesus Christ ngài làm việc như thế nào? Straight so, you know he he said my purpose on earth is to serve, not to be served. À, chúng ta thấy được Chúa Giêsu Christ từng phán rằng là cái mục đích mà ta đến trên đất này là để phục vụ người khác chứ không phải là đến trên đất này để người khác phục vụ ta. And he say my food is to do the Father's will and to complete the work given me to do. Và Chúa Jesus cũng từng phán rằng là đồ ăn hay là lương thực của ta là làm theo ý muốn của Đấng đã sai ta đến và làm hoàn tất công tác của Cha đã sai ta. And he worked faithfully. Và Chúa Jesus làm việc một cách trung tín. Amen. And you see, so you the yeah, idea. This is how we yoke with God, but do not yoke with unbelievers. Uh, chúng ta học được uh, qua đời sau chúng ta để chúng ta có thể mang ắt của Chúa trên đời sau chúng ta. Uh, chứ chúng ta đừng có mang cái ắt không xứng hợp với những người không có tin. So there are two group of people you must be very mindful of. Uh, nên có hai nhóm người mà chúng ta cần phải rất là lưu ý đến you should not be unequally yoked with non-believers in business. Uh, đầu tiên đó là chúng ta cần phải lưu ý là không có mang ách không xứng hợp uh, liên quan đến vấn đề làm ăn kinh doanh với những người không tin Chúa hay là chưa tin Chúa. When I talk about in business, I'm not talking you cannot do business with them, but you don't be a business partner with them. You put your share together with them and start working with them khi mà tôi nói vấn đề làm ăn kinh doanh ở đây ý tôi không có nói là chúng ta không có trao đổi buôn bán với họ chúng ta vẫn trao đổi buôn bán với những người chưa tin Chúa nhưng mà ý tôi đang nói là chúng ta không có hùng vốn không có hùng hẹp chung với lại những cái người mà không có tin Chúa trong cái vấn đề làm ăn kinh doanh first start the, the unbeliever different value that you and I have bởi vì những người không tin Chúa đó họ có cái giá trị sống khác với lại quý vị và tôi all very based on the word of god. Cái giá trị sống của chúng ta đó là nó tùy thuộc đó lệ thuộc vào chính Chúa và lời của Chúa. uh yeah, they, they are very based on the ways of the world. À nhưng mà rồi cái uh, cái giá trị sống của họ là nó tùy theo cái đường lối của thế gian này, cái cách sống của thế gian này. Yeah, give you an example before I was a non believer, I do what the world would do. À cũng giống như là thời lúc mà tôi chưa tin Chúa đó thì tôi uh, Ờ uh, điều hành công việc kinh doanh của tôi theo cách của thế gian này. My purpose is to make money, I don't care what happened. Ờ uh, cái mục đích của tôi vẫn hướng đến đó là làm sao thật có thật là nhiều tiền, còn tôi không cần quan tâm đến đó, cách nào, miễn có nhiều tiền là được. A very good example I uh, I in the business where we have what they call uh weight and measurement. I I in mean, logistic business. Ờ uh, và, và đây là cái hình ảnh rất là tốt. Tại bởi vì lúc đó là tôi đang làm cái công việc uh, liên quan đến là vận chuyển hàng hóa đó. Và uh, trong kinh thánh đi cũng dạy về cái vấn đề là uh, cái cân rồi quả cân đó nó rất là phù hợp với lại cái công việc uh, kinh doanh của tôi liên quan đến cái ngành hàng là cái ngành mà vận chuyển thành hàng hàng hóa. For example, if you come to me, you give me a shipment of 100 kilo. Uh, ví dụ như quý vị đến với tôi và muốn nhờ tôi chuyển hàng dùm quý vị uh, với lại một cái món hàng cân nặng là 100 uh, kg. Yeah, I will give I will give I will charge you 110 kilogram. À thì lúc đó tôi sẽ tính cho quý vị bằng uh, là 110 kg là bởi vì tôi dùng cái cân của tôi để tôi cân là nó lên tới 110 kg. And I give to the airline 90 or 80 kg. Nhưng mà tôi tính với lại hãng hàng không á là tôi tính là chỉ có 90 kg mà thôi. Hey Amen? you see the difference. Anh à, chị thấy được cái sự khác biệt không ạ? À? Yeah, that's how everybody is doing it. Uh, cái kiểu đó là cái kiểu mà hồi tôi hồi tôi kinh doanh là như thế đó, ai cũng làm kiểu vậy thôi. We are very in the very competitive business. Bởi vì cái ngành nào uh, còn là uh, vận chuyển hàng hóa như vậy là cái ngành nó mang tính cạnh tranh rất là cao. And therefore we say okay, we will do that. Everybody will do that. Uh, nên lúc đó chúng tôi nói là uh, chuyện này ai cũng làm như vậy cả nên chúng tôi cũng làm như vậy thôi. Can you imagine you sit on the aeroplane? Bây giờ quý vị hình dung đi quý vị đang ngồi trên máy bay chẳng hạn. If everybody cut the weight <laughs> And they 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 don't have a system to check, the plane will go down. No. Bây giờ hình dung đi, bây giờ uh, khi mà cái máy bay đó mà nó bị uh, bay nó quá cái trọng tải, uh, mà nó gọi là nó quá cái uh, cái khả, khả năng để nó có thể chuyên chở được, vậy thì cái máy bay đó sẽ bị nặng, nó sẽ bị ảnh hưởng đến cái 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 cái, cái, cái độ ba độ cao của nó, nó có thể bị là uh, bị ảnh hưởng đến chiếc chiếc chi, chi, chiếc máy bay đó. I never think of that. I don't care either. Uh, nhưng mà lúc đó tôi không khả, tôi không quan tâm đến chuyện đó. Miễn sao được về cho tôi là được. It started me to think when my partner from the US, they are Jewish people, they are public company, and I say, why don't you cheat? Everybody's cheating from United States to come to Singapore. They say, no, we don't want the plane to go down. Yeah. Uh, thì uh, sau đó thì tôi bắt đầu uh, làm việc và trong cái uh, những cái um, gọi là trong cái công việc của tôi thì có cái một cái người quản lý ông này là gốc người do thái thì uh, ông này làm ở bên Mỹ thì uh, ông này nói rằng không tôi không có muốn cái kiểu làm ăn kiểu đó à, khi mà vận chuyển hàng hóa từ Singapore và đi qua Mỹ à, bởi vì như vậy sẽ ảnh hưởng đến máy bay máy bay nó có thể bị gọi là rớt máy bay đó nó nặng quá uh, even they told me I still think I don't care because everybody doing otherwise I lose money chó à, dâu người ta cảnh báo tôi về chuyện đó nhưng mà tôi không quan tâm về chuyện đó bởi vì uh, nếu mà tôi làm theo đúng luật thì có thể tôi bị uh, thất thoát thất thu về tiền bạc tôi không muốn bị thất thu tiền bạc until i become a christian cho đến khi mà tôi trở thành cơ đốc nhân, tôi tin Chúa and become a christian i realized especially in the book of proverbs they talk about weight and measurement is a very important in the eyes of God À, thì khi mà tôi cho hình cơ đốc dân như vậy thì uh, tôi bắt đầu đọc trong sách châm ngôn và trong lời của Chúa trong sách châm ngôn cho người ta biết được rằng là uh, cái, uh, cái cái cân cũng như là cái quả cân hay là cái phương cách chúng ta đo lường á uh, cân đo đong đếm rất là quan trọng trước mắt của Chúa. I, I with that for a while. Và khi mà tôi đọc cái phần kinh thánh đó tôi bị chánh trí trong một khoảng thời gian. Then I give in to the Lord. và sau đó tôi bắt đầu thuận theo Chúa, tôi bắt đầu làm theo hướng dẫn của lời Chúa. Let me testify God is very good. À, tôi hãy làm chứng cho anh chị em nhận biết được rằng là Chúa chúng ta rất là tốt lành. Even I may lose customer who want cheap cheap rate, but I have customer who is prepared to pay the premium for the service. À, cho lúc đó là tôi bị uh, mất đi một số khách hàng bởi vì nhiều khi khách hàng ép giá đó họ muốn là cái gì đó rẻ 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 thôi nhưng mà khi mình không có ăn gian nữa thì mình không thể nào tính rẻ cho khách hàng nữa thì uh, tôi bị mất những khách hàng mà cứ đòi rẻ nhưng mà thay vào đó thì tôi được những cái khách hàng mà gọi là khách hàng hạng sang, khách hàng họ sẵn sàng trả cái giá cao để được cái dịch vụ tốt nhất yeah and then we we think that Singapore is very clean in terms of corruption yeah. thì anh chị cũng biết rồi là, là về Singapore một đất nước mang tính là trong sạch đúng không uh, nhưng mà nhiều khi nó cũng có những cái sự băng hoại nó len lỏi vào yeah the government đều bị clean, but not the business people. Uh, có thể là chính quyền là trong sạch á, nhưng mà không nhất thiết là những cái giới làm ăn là trong sạch đâu. Biết hey không? We have to pay bribes. Uh, nhiều khi là người ta cũng phải đi hối lộ. And what happened? Bây giờ điều gì xảy ra đây? I struggle with the area too. Tôi cũng bị tranh uh, trí cho cái lĩnh vực hối lộ nữa mà. Uh, because I'm, I believe I'm born again. I want to obey God. I prepare to lose customer who wants bribery. Yeah. Anh ra bây giờ bởi vì tôi đã trở thành cơ đốc nhân rồi Tôi tin nơi Chúa rồi Và tôi phải sẵn sàng để mất khách hàng Bởi vì mình đi theo đường lối của Chúa Thì mình không có hối lộ So what is so the thing is that The, people of the world They got different value Nên những điều mà tôi muốn nhấn mạnh tại Đây là những người trong thế gian này đó Họ có một cái giá trị sống Khác với chúng ta là cơ đốc nhân You partnership with them I can tell you They were, You have a problem fighting with them nếu mà chúng ta mà hùng hạp với những người đó thì tôi có thể đảm bảo với anh chị em rằng là chúng ta sẽ gặp những cái vấn đề mang tính là uh, đấu đá với những người đó, cứ uh, uh, xung đột với những người đó thôi. But you don't have harmony. How can you do business together? trong kinh doanh mà mình không có hòa hợp với nhau được uh, thì làm sao mà mình có thể gọi là uh, đi chung đường với nhau được đấy? Yeah, don't partner with somebody who is a non-believer. Nên quý vị đừng có hùng hạp uh, uh, gọi là cổ đông với lại những cái người mà họ không có tin Chúa. Tôi có thể có một cái lời làm chứng khác để chia sẻ cho anh chị em liên quan đến một cái người uh, anh em của tôi. Người này đã uh, là hùng vốn với lại những người chưa tin Chúa uh, uh, trước đây. Yeah, my brother Jeremiah, he was in business Lúc đó thì người anh em của tôi đó tên là Jeremy đó, anh này có một cái công việc kinh doanh. So he had a project of laying tiles on certain uh, floor uh, in in a big island in a small island in Singapore, of Singapore. Dạ. Yeah. Thì anh này có một cái, cái dự án liên quan đến ờ uh, giống uh, như là về xây dựng đó ở uh, liên quan đến một cái hòn đảo uh, ở ở gần uh, Singapore đó. Yeah, it was a one time project they come together he and his partner to do this project together. Uh, thì uh, lúc đó thì uh, uh, trong cái dự án đó thì anh này với lại cái uh, cổ đông của mình đó cùng uh, hùng vốn chung với nhau để cùng thực hiện dự án đó. Yeah. So he and one day he went to a meeting. Nhưng một ngày this kia meeting. thì uh, người bạn của tôi đến cho một buổi nhóm nọ. And the Christ the, the pastor there prophesied over him. Và lúc đó có một vị mục sư nói tiên tri cho người bạn của tôi. The pastor told him what you're doing is not pleasing in the eyes of God. chú phán với lại cái uh, vị mục sư đó về người bạn của tôi và uh, mục sư đó nói lại rằng là cái điều mà anh đang làm cho công việc của anh nó không có đẹp lòng Chúa. This even had the vision of bricks laying something bricks together. Yeah. Uh, và lúc đó anh uh, người bạn của tôi cũng chưa có hình dung ra là mình cần phải, uh, uh, phải, phải 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 cũng như là không còn tiếp tục làm ăn nữa với người kia. And Jeremiah knew straight away he was talking about his project he was doing with a non believer. Thì nhưng mà lúc đó thì người bạn của tôi là Jeremy nhận ra ngay rằng là cái điều mà mục sư đó nói là liên quan đến cái dự án mà người bạn của tôi là Jeremy đang hùng hạp với người chưa tin Chúa. And he went and told the partner. Và thế là người bạn của tôi bắt đầu đi ra và nói với lại cái người hùng vỗ với mình. I want to stop the project. I'm not I'm not participating. À, tôi muốn dừng lại tôi không có tôi muốn giống như là rút vốn đó. tôi không có muốn cùng hợp tác trong cái uh, dự án trong cái thương vụ này nữa pay me whatever you think is uh, proper à, thì uh, nếu mà anh thấy tôi rút được bao nhiêu thì anh cho tôi biết uh, uh, miễn là anh thấy phù hợp là được i believe my brother was prepared even take a loss to get out à, thì tôi cũng biết được rằng là người bạn của tôi khi mà nói điều đó là cũng sẵn sàng bị lỗ À, khi mà mình rút vốn trước thời hạn là mình uh, bị lỗ. And the partner was very happy to do that. <laughs> à, lúc mà người uh, cái người hùng vốn với bạn của tôi mà nghe điều đó xong là ông này rất là vui bởi vì uh, ông này nghĩ rằng là ông này sẽ gọi là ôm chọn cái uh, cái lợi nhuận đó. Now he will 100% profit. À, bởi vì bây giờ ông này sẽ được hưởng một trăm phần trăm cái lợi nhuận uh, thu được. I don't know how much you paid my brother Jeremiah but he was happy to release Jeremiah. And Jeremiah was happy to leave the project. Thì tôi không nhớ được rằng là cái người kia đó họ đã trả lại cho người bạn của tôi là Jeremy bao nhiêu tiền. Uh, nhưng mà rồi thì uh, sau cái chuyện đó thì cả hai đều vui. Bạn của tôi uh, rút uh, tiền lại, hay rút vốn lại cũng vui vẻ. Mà rút dầu bị lỗ, còn cái người kia cũng rất là vui là bởi vì anh này nghĩ rằng là anh này sẽ được hưởng chọn cái mối lợi. But praise God, he left and then there was a problem. <laughs> Uh, nhưng mà cái Chúa đó là sau khi mà người bạn của tôi rời khỏi cái thương vụ đó rồi thì rắc rối mới xảy ra. But you don't fulfill your contract, you will be sued. nhờ yeah. bởi vì uh, cái người bạn uh, của cái của cái người mà hùng vốn chung trước đó đó là đã không có thực hiện đầy đủ cái hợp đồng và cuối cùng là bị kiện. Yeah. So Jeremiah, that time no problem, but after he left, I don't know how long the problem came. They were not able to complete the project in time and they will fine they will have to pay some uh, money yeah thì uh, uh, tôi không nhớ là bao lâu sau khi người bạn tôi là Jeremy rời khỏi cái thương vụ làm ăn đó nhưng mà cái kết cục đó là uh, không thể hoàn tất được cái dự án đó vào đúng cái thời điểm đã quy định trong hợp đồng và phải uh, bồi thường uh, gọi là bồi thường những cái trễ hẹn của cái hợp đồng đó và à uh, rắc rối đối với cái người kia. Praise God. Ngợi khen Chúa về điều đó. Amen. So the word of the God came in time of course uh. Jeremiah don't even read this verse I think he never knew uh. that you cannot be an inequy yoke. Dạ yeah. thì uh, lời của Chúa đã đến với người bạn của tôi kịp thời kịp lúc à uh, để rồi ờ uh, uh, người bạn của tôi tránh khỏi những rắc rối. À, có lẽ là bạn của tôi là Jeremy cũng không có nhận ra cái câu kinh thánh là chớ may ách chung đối với những kẻ chẳng tin là danh ngay cả cho giới làm ăn kinh doanh nữa you understand when you're not born again you cannot be righteous you can't do anything is right in eyes of God à, nhớ rằng là khi một người chưa được tái sanh á, thì người đó chưa có được công chính và người đó không thể nào làm điều ngay thẳng trước bạn đức của trời được đâu Amen. This is important. Amen. They cannot, even they try, they can try a thousand years, yet they cannot be righteous in the eyes of God. Uh, cho dù những người chưa tin Chúa họ cố cỡ nào chăng nữa, họ cố cả ngàn lần chăng nữa, nhưng mà họ không thể nào sống một đời sống gọi là công chính ngay thẳng trước mặt Đức Chúa Trời được. We can do that because by the grace and by the power of God, we can do that. Nhưng mà về phần chúng ta người tin Chúa thì chúng ta có thể sống một đời sống ngay thẳng công chính trước mặt Chúa là bởi vì nhờ ơn điển của Chúa Ba chúng ta là quyền năng là khả năng để chúng ta sống một đời sống công chính trước mặt Chúa. Rồi cái đừng mang ách chung với những kẻ không tin Chúa đó à, nó cũng có liên quan đến một cái điều quan trọng khác nữa đó là trong khía cạnh hôn nhân, lập gia đình. Amen. When you are married to a non-believer, there will be problem again. No, they don't have the value that you have. À, khi mà mình là lập gia đình với người không tin Chúa thì gặp một đắc rối nữa là bởi vì họ không có cùng giá trị sống giống như mình đâu. Amen. So the the, the law is very clear. Do not marry a non-believer. Nó nói đây lời Chúa phán rất là rõ ràng về vấn đề này. là Đừng có mang ách chung không xứng hợp với những người chưa tin Chúa liên quan lĩnh vực hôn nhân gia đình. Yeah, this command is not new. It actually you in Old Testament you find the Lord is very jealous of His people. Uh, thật ra cái điều rằng này cũng không có phải là gì mới mẻ đâu. Từ trong thời cựu chúng ta thấy là Chúa ngài phán điều này rất là rõ ràng uh, với lại con dân của ngài là Israel rồi. He doesn't want His people to be mixed in marriage with the people of the outside in the world. Uh, Chúa không muốn là uh, con dân của Chúa là kết thông gia hay là cưới gã gì với lại những cái người trong thế gian thuộc về các uh, dân tộc ngoại bang. It was this man. Uh, he very wise. He was a king. Yet when he got many wives and many concubines. Uh, thì có một cái vị vua kia là một người rất là khôn ngoan và có khởi đầu trong những năm đầu trị vì rất là thành công. Nhưng mà về sau khi mà tuổi cao tác lớn rồi thì ông này bắt đầu càng ngày càng uh, lấy nhiều vợ lập nên nhiều hoàng hậu nhiều cung phi, we know his name is called Solomon, yeah his heart was turned away from God, because of his và chúng ta wife biết được à, biết được là tên của người đó chính là vua Salomon và chúng ta biết được rằng là chính các uh, hoàng hậu của, của vua cũng như là các cung phi của vua đó là người đã khiến cho lòng của vua xoay bỏ khỏi đức trời để hướng về những thần tượng hư không vậy dối. He, he went against the command of God À, và rồi ông đã vi phạm cái điều răn mạng lệnh của Chúa dành cho ông. Yeah. So when you talk about the, the we, have, we share different value between Christian and non-Christian. Vậy nên khi mà chúng ta bàn đến vì là chúng ta chia sẻ một cái giá trị sống khác với là những người chưa tin Chúa. Vì chúng ta là người đã tin Chúa rồi, chúng ta có một giá trị sống hoàn toàn khác. Amen. Is the Lord take his pain to explain to us Second Corinthians chapter 6? À, nên chúng ta thấy là Chúa gầy phán Uh, rất là rõ ràng khi ngài giải thích điều đó cho chúng ta trong Cô gì Tô Di số 6 tại đây. He was comparing righteousness and unrighteousness. Uh, Chúa ngài so sánh giữa một bên là công chính và thứ hai là, là sự bất chính hay là sự gian ác không yes. có thể đồng kết hợp với nhau được chán. He was talking about light and darkness. <laughs> Chúa so sánh một bên giữa ánh sáng và một bên là bóng tối có thể dung hòa với nhau được chán. Remember now in the kingdom of light. Và nhớ là Chúa Jesus Christ gọi là vua của sự sáng. Họ đang under dominion of darkness, under dominion of Satan. À, nhưng mà nhớ là thế gian này là dưới quyền cai trị của bóng tối, của Satan của bóng tối. Amen. So if they are under control, <laughs> under dominion of Satan, they cannot be right. They cannot be, they cannot, be, they cannot think right. They cannot be right. Nên đó khi một người mà ở dưới sự cai trị của bóng tối của Satan thì họ không thể nào uh, suy nghĩ cho nó đúng đắn, cho nó uh, phải phép được trước mặt Chúa đâu. So they talk about the God and Satan. Villiers is, is Satan, the name for Satan. Rồi ở đây kinh thánh lại so sánh tiếp như một bên là đấng Christ, một bên là Belial, Bê Belial cũng là một danh khác của Satan nữa. There's no agreement between Christ and Satan. Không có một cái sự hòa uh, hợp nào giữa đấng Christ và Belial. Most important, we, God reminds we are the temple of the Holy Spirit. Và cái điều quan trọng hơn nữa là Chúa nhắc nhở chúng ta nhớ rằng là chúng ta là đền thờ của Đức Thánh Linh, của Đức Chúa yeah. yeah. Trời. we think of the temple is become, you know, a big temple, we miss the point. Ở nhiều khi chúng ta nghĩ đến đền thờ thì đây chúng ta nghĩ đến một cái ngôi đền nào rất là to lớn nguy nghe nhưng mà chúng ta lại bị hụt mất, bị lỡ mất cái điểm chính yếu mà Chúa đang muốn phán với chúng ta qua phần kinh thánh này. But I tell you, you are the shrine of the Holy Spirit. Nhưng mà ở đây cái đánh nhấn mạnh chúng ta là chúng ta như là đền thờ của Đức Thánh Linh, Đức Chúa Trời. Amen. The Lord God is being worshipped at the shrine. Uh, và đó là cái nơi mà Chúa được thờ phượng. Amen. Can you imagine you not a temple is a big building, but a shrine is where God is house, God is worship. Uh, nhưng mà đây giống như là chúng ta là đền thờ của Chúa, chúng ta giống như là một căn nhà phụ chúa và tại nơi đó chúa được thờ phượng ở tại đó how can we worship God and we get involved people who worship idols ở làm sao mà chúng ta có thể uh, một bên là vừa thờ phụ chúa và một vừa một bên là chúng ta lại có thể gọi là kết hợp chung với lại những cái người thờ lại hình tượng nữa yeah you remember Book of Acts Paul was provoked in the spirit by the by by uh, Athens there's so many idols around in Athens Yeah. Chúng ta nhớ là trong sách công vụ cái sứ đồ đó ghi lại câu chuyện là khi mà Paulo đó ông đến tại thành Athens đó, và ông nhìn thấy cảnh người dân tại Athens thờ lại hình tượng á thì trong lòng của ông á dấy lên một cái sự bất bình. Ông nói rất là tức giận khi ông nhìn thấy những cái sự thờ lại hình tượng đầy dãy khắp thành Athens như vậy. This man of God can be provoked by when he sees such idol What about you when you live with a wife who is an idol worshiper? <laughs> à, thành ra tôi thấy là một người như là follow người đúng của Trời ông trở nên rất là tức giận như vậy khi nhìn thấy cái cảnh mà thành phố Athens đây dạy những hình tượng và sự thờ lại hình tượng thì bây giờ quý vị và tôi chúng ta là người đúng Trời chúng ta cảm thấy như thế nào khi xung quanh chúng ta đầy dẫy sự thờ lại hình tượng như vậy? I mean, how provoked will your spirit be? Có nghĩa là chúng trong tâm linh chúng ta cũng cảm thấy tức giận như thế nào chúng ta cảm thấy là khó chịu như thế nào? biết You get irritated day in and day out. À, Nó không thể nào chịu cái cảnh đó hết ngày này qua ngày khác đâu. Follow nhìn thấy mới đầu thôi là không chịu nổi rồi. Thì chúng ta cũng không thể nào cứ cứ nhìn thấy cái cảnh đó ngày này qua ngày khác được đâu. I'm not encouraging you to divorce your wife or husband if they are not believer. <laughs> Tôi không có ý muốn là uh, nói rằng là quý vị nếu mà ai lỡ lập gia đình với lại cái người chưa tin Chúa thì mình phải uh, tiến hành uh, lý gì? cái người vợ hay người chồng chưa tin Chúa của mình, tôi không có ý nói như vậy. But you are, if you are married, it's too bad. <laughs> uh, nhưng mà nếu đã lập gia đình rồi, coi như là thấy là vô thế rồi, Chim vào lòng cá cắn câu rồi. If your wife or husband refuse to leave you, stay with them. Nếu mà cái người vợ, người chồng của mình, cho dù họ chưa tin Chúa nhưng mà họ vẫn muốn ở chung với mình, sống chung với mình, thì mình vẫn phải ở chung, sống chung với người vợ, người chồng đó. In fact, because of you you they and your children can be blessed by god. Uh, và uh, kinh thánh nói rằng là vì cớ quý vị là người tin nơi Chúa nên nó là uh, gia đình quý vị con cái quý vị cũng có thể được uh, nhận được phước hạnh uh, đến từ Chúa uh, ban cho gia đình của mình vì cớ quý vị tin Chúa. Stay with them as a blessing unto them. Uh, mình phải ở chung với lại uh, vợ của mình hay là chồng của mình uh, và con cái của mình như là phước hạnh của Chúa dành cho họ cho cho dù là họ chưa tin Chúa. Besides praying, you can do one thing. À, uh, và bên cạnh cái việc mà chúng ta cầu nguyện cho người thân uh, chưa tin Chúa của mình thì chúng ta có thể làm một điều khác nữa. Uh, in book of Peter, be meek and gentle to your spouse. À, uh, trong sách Peter thì nói rằng là chúng ta cần uh, phải áp dụng sự nhu mì và dịu dàng, à, uh, mềm mại đối với cái người chưa tin Chúa. If you are a, a lady, but if you are a man, love your wife who is a non-believer as Christ Love the church. À, đó, đó là dành cho người vợ đó cần phải nhu mì dịu dàng. Đối với người chồng của mình dù chưa tin Chúa, còn đối với người chồng mà có vợ chưa tin Chúa thì phải yêu vợ của mình như là đấng Christ yêu hội thánh vậy. So when your wife or your husband see your good character, they probably want to come to the Lord. À, thành ra khi mà uh, người vợ người chồng của mình Dù là chưa tin Chúa nhưng mà thấy được cái phẩm hạnh đời sống của mình như một cái lời chứng tốt như vậy thì biết đâu họ sẽ tiếp nhận Chúa Jesus Christ làm Chúa làm chủ cuộc đời của mình. This is important. Đây cũng là điều quan trọng nữa. Amen. 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 Yeah, because God, you will, you, will, you see, because there's a there's a promise of sort in Acts chapter 16, you and the house will be saved. Uh, Paul told the Jira in the, the Philippi church. Yeah. Thì chúng ta nhớ được rằng là ở trong câu vụ đoạn số 16 đó thì sứ đồ Phaolô cũng đã từng xin lỗi, đúng rồi. Sứ đồ Phaolô cũng đã từng nói với lại người đề lao ở tại Philip đó rằng là uh, hãy tin Chúa thì và là Đức Chúa Giêsu thì ông và cả gia đình ông sẽ sẽ được cứu đó. Thì khi mà mình tin Đức Chúa trước thì uh, qua đời sau của mình thì gia đình của mình cũng tiếp nhận Chúa và họ cũng nhận sự cứu rỗi nữa. Because this jailer when he saw the prison was open, he wanted to kill himself. Oh, say no no don't kill yourself. we are no. stay here. And then he said then then he said, what must do to be saved. À, bởi vì lúc đó người đề lao hay là người coi ngục đó, ông này thấy rằng là tất cả những cái cửa tù đều đã mở tung ra hết rồi và ông định là ông tự sát bởi vì à, ông có thể bị truy cứu trách nhiệm nên nhưng mà à, lúc đó à, thì Phaolô mới nói rằng là đừng có tự giết hại đừng có tự sát à, và viên cai ngục này mới đặt câu hỏi là vì tôi phải làm gì đây để nhận sự cứu rỗi thì uh, mới hướng dẫn rằng là hãy tin ở Chúa là Đức Chúa Giêsu thì ông và cả gia đình của ông sẽ được cứu. So it's, it's, it's sort of if they hear the gospel, believe, they hear the gospel, they'll be saved. Yeah. Thành ra khi mà gia đình của ông uh, Đề Lao cây ngục này uh, đã nghe phúc âm của Chúa và họ đặt được tin Chúa Christ, thì họ nhận lấy sự cứu yeah. We have an old example in the Old Testament, uh, the case of Rahab, the prostitute. Yeah thì chúng ta cũng có những trường hợp khác ở trong thời cựu ước ví dụ như là ở trong sách Joshua thì có nói đến là một cái người nữ là hành nghề mãi dâm tên là Rahab để nhận lấy sự cứu rỗi And they say can you spare me and my family yeah. thì chính cô đã xin hai thánh tử rằng là quý vị có thể gọi là bảo tồn mạng sống của chúng tôi và những người trong gia đình chúng tôi được hay không There's a condition they must come to the house. Uh, thì uh, hai thánh tử nói rằng là có điều kiện đặt ra đó là tất cả những người bà con họ hàng của cô là phải ở trong nhà của cô. Those are the, the, the conditional promise. As long as they stay in the house where Rehab stay, everyone will be saved. Uh, thì có điều kiện là rằng là bao lâu là uh, miễn là tất cả những người thân của uh, Rehab đều ở trong nhà của cô uh, và uh, tại nơi đó họ sẽ được an toàn. So when we apply it to to the gospel we can say as long as they hear the gospel, they believe, they will be saved. Uh, thì uh, áp dụng và thời nay chúng ta có thể nói như thế này. Có nghĩa là những người nào nghe phúc âm của Chúa và họ tin nơi phúc âm của Chúa thì khi họ đặt đức tin nơi phúc âm của Chúa họ cũng được cứu nữa. Amen. Amen. Yeah. So if you are uh, married to a non-believer now, hmm, do not divorce them please. Thành ra bây giờ nếu quý vị đã lỡ lập gia đình với lại cái người phối ngẫu của mình mà chưa tin Chúa rồi thì cái lời tôi dành cho quý vị dựa trên lời Chúa đó là đừng có tìm cách để lý gì cái người vợ người chồng chưa tin Chúa của mình. Because the Lord hates divorce. Bởi vì Đức Chúa Trời ngài đã ghét sự ly dị. And for those who are Christian today, you don't have a wife or husband, you don't get married to a non-believer. Number one. Rồi, và nhớ như ai trong quý vị là người nam người nữ tin Chúa rồi mà quý vị chưa lập gia đình thì đừng có lập gia đình với lại người vợ hay người chồng không có tin Chúa nha. Don't think you can convert them. Đừng có nghĩ rằng là ôm mình sẽ cảm hóa được anh ấy hay là mình sẽ cảm hóa được cô ấy rồi cô ấy sẽ tin Chúa về sau này hay là anh ấy sẽ về sau sẽ, sẽ tin Chúa. They will take you away from your faith. À, nhiều khi á, nó ngược lại đó, có nghĩa là cái người kia sẽ đem mình ra khỏi đức tin nơi Chúa đó, khiến cho mình uh, gọi là bỏ Chúa luôn đó. And ask God to send you the perfect spouse. Amen. Amen. I want to share a testimony with you. Somebody got uh, married. She was she was divorced from her husband because her husband uh cheated on her, a Christian. Uh, who uh, the name? There's, there's a sister, a yeah. husband uh, cheated on her, and they were divorced. Yeah. Thì uh, tôi kể cho anh em nghe một cái lời chứng có nghĩa là có một người chị em kia uh, mà bị uh, giống như chồng phản bội đó và sau đó là uh, ông này đã lý dị cô ấy. And she was left behind with three children. Cô này bị bỏ rơi ở lại đằng sau với lại uh, gọi là một mình một thân mà nuôi ba con. Yeah, even she had a good job it's difficult to raise up three children. Cho dù cô này có công ăn việc làm cũng khá tốt nhưng mà rất là khó cho cô để vừa làm việc mà vừa phải nuôi con. But, uh, but today her three children are very highly educated and very well in life position in life. Dạ. Yeah. Nhưng mà ngày nay có thể nói rằng là cả ba hai đứa con của cổ đều được nuôi dưỡng rất là tốt, đều có học vấn cao, đều thành đạt cả, có nghĩa là đều rất là, là ngoan. Yeah. I want to talk about divorce quickly. Uh, you can only divorce your husband and wife based on immorality based on adultery. Yeah. Thì bây giờ mình sẽ nói nhanh liên qua đến vấn đề ly dị nè Thì uh, khi mình đã kết hôn rồi mà uh, phải đụng đến chuyện ly dị thì uh, kinh thánh cho mình biết rằng là chỉ được phép ly dị là khi mà cái người phối ngẫu của mình phạm tội ngoại tình mà thôi. Có nghĩa là người đó đã phạm tội ngoại tình rồi thì uh, dựa trên lời của Chúa thì mình được phép ly dị. That's not the first resort. That's the last resort. Nhưng mà nhớ rằng là cái vấn đề lý dị nó không phải là cái vấn đề giải pháp uh, hàng đầu Nó là cái giải pháp cuối cùng có nghĩa là nghĩa là Sau khi đã cố gắng để hàng gắn mà không được không thành công rồi thì buộc phải lý dị thôi Because God is always redemptive So he wants you to reconcile as much as you can as soon as possible uh, bởi vì chúng ta biết rằng về phần Chúa chúng ta đó là Ngài là lớn luôn luôn hướng đến sự giải hòa uh, Ngài muốn chuộc lại cái hôn nhân Thành ra à, miễn là còn có cơ hội để chuộc lại để giải hòa là mình phải hướng đến cái giải pháp đó. There's a thought about forgiveness. Remember in Matthew chapter 18 he about forgiveness how many times? Seven times, 70. Yeah. Và nhớ là Chúa Giêsu từng dạy rằng là tha thứ bao nhiêu lần quý vị nhớ không? 70 lần 7 đó là trong Matthew đoạn số 18 dạy là tha thứ 70 lần 7. So we want us to forgive until we can really forgive à, nên là mình phải tha thứ liên tục tha thứ liên tục cho đến khi nào là thật sự tha thứ thôi yeah, but, but, okay. First, first, so this sister anyway they are divorced uh, the she, uh, they were divorced à, yeah, nên rồi cái cuối cùng thì cái người chị em này phải đưa ra cái giải pháp gọi là giải pháp cuối cùng là buộc phải ly dị yeah, and, and until about eight years ago when she was 70 à, yeah, thì uh, đến cái giai đoạn cái cô này cũng lớn tuổi rồi vào năm cổ 70 tuổi she was married to another ex colleague much older than her oh 70 years old yeah, she was 70 today i think she's 78 70 wow. oh bây giờ hình dung 70 tuổi mà vẫn còn có thể tái giá được à, uh, mà bây giờ năm nay là cổ 78 tuổi rồi mà năm cô 70 tuổi là cổ tái giá và à, uh, cổ lập gia đình với lại một cái người mà còn giống như đồng nghiệp trước đây của cô mà cũng lớn tuổi hơn cô. oh, nghĩa là cũng rất là gọi là gì hồi xuân nó giống như là hồi xuân vậy đó ừ. and this is married to me. this this guy older than her is a rich guy hallelujah à, mà không chỉ là ông này ông lớn tuổi hơn mà ông còn giàu có hơn nữa so there's hope when you're 50 you're still not married there is still hope hallelujah à, anh đã luôn luôn có hy vọng cho dù mình ví dụ như mà lúc mà mình bị bỏ rơi mình rồi buộc lòng mày tái giá năm 50 tuổi thì vẫn còn có hy vọng như thơ không bao giờ gọi là mất giá cả nên là đừng có sợ bị mất giá nếu mà mình bị lỡ thôi không có mất giá đâu wait for the lord hallelujah mình đi với quan là gì mình phải trông đợi đến Chúa và đúng thời điểm của Chúa chứ đừng có vội vàng rồi có nhắm mắt đôi chân nha yeah, before I end of marriage and something there's a there's a gift called singleness God given to people bên cạnh cái việc mà gọi là cưới gã đó thì họ nhớ là Chúa cũng có ban ơn cho một số người ở độc thân nên là nếu ai được ơn đó thì cứ vận dụng ơn đó nha. Yeah. yeah. It's a gift God given to you so that you can serve him better than a person who is married. Uh, bởi vì đó là ơn Chúa ban cho mình và nhờ ơn ở độc thân như vậy thì mình có thể phục vụ Chúa tốt hơn là những người đã lập gia đình. So don't feel, don't think about marriage when the Lord put your heart to be single. Praise the Lord thành ra nếu chúa đặt để trong lòng của mình là mình cứ ở độc thân cho đến khi về với chúa là mình đừng có đi tìm cách để gọi là cưới vợ, cưới giả hay là dựng vợ gã chồng. Amen. So, Amen. is a gift from God for you so that you yeah. can serve Him better. Uh, bởi vì ở độc thân nó là một ơn mà Chúa ban cho mình để qua đó mình có thể phục vụ Chúa tốt hơn. Amen. So I, uh, so this is the word regarding marriage. Hallelujah. Uh, vậy thì bây giờ đó là lời mà tôi chia sẻ cho quý ông bà anh chị liên quan đến cái vấn đề là uh, cưới gả hay là kết hôn đó. The key lesson you should learn today is make sure do not marry to a non-believer. Uh, cái điểm, điểm mấu chốt mà tôi muốn chia sẻ, nhấn mạnh ngày hôm nay cho quý vị đó là đừng có lập gia đình đối với lại người chưa có tin Chúa. If you are now in a relationship with a non-believer, time to leave. Nếu như bây giờ mà mình lỡ yêu một cái anh nào, một cái cô nào chưa tin Chúa rồi là đây là cái thời điểm để gọi là chia tay đi. Rồi thì chứ đừng có mà cứ dây dưa mãi. Yeah, you have to, you have to, have you have to do that in love. À, nhưng mà nhớ rằng là chia tay cũng chia tay trong tình yêu thương và cần If có sự khôn ngoan của Chúa. You don't stumble person and they will not want the Lord Jesus Christ forever chúng mình đừng có gây vấp phạm cho người khác rồi lần sau họ nghe nói về Chúa là họ không bao giờ muốn tiếp nhận Chúa Jesus Christ bởi vì họ nghĩ rằng là do Chúa nên họ bị mất vợ hay mất chồng yeah, The Lord is speaking to some of us here now bây giờ Chúa đang phán với một số người đang nghe tôi giảng dạy ngay thời điểm này đây đó If you have uh, this desire after hearing this to leave somebody who is non-believer I want you to lift your hands you don't have to show your face dạ yeah. thì bây giờ nếu như quý vị nghe điều mà tôi vừa trình bày cho quý vị và trong lòng quý vị uh, nhận biết được rằng là chúa muốn mình phải rời khỏi cái người mà chưa tin chúa thì có nghĩa là quý vị uh, chưa lập gia đình nha mà quý vị nhận biết rằng chúa muốn mình rời khỏi cái người mà mình nghĩ là mình đang yêu họ đó mà uh, chưa tin chúa đó thì quý vị có thể giơ tay lên quý vị không cần phải mở camera, quý vị có thể giơ tay lên và tôi sẽ cầu nguyện cho quý vị. giơ yeah. tay một bàn đó, ý là giơ tay biểu tượng đó. Yeah. And the other thing is, uh, another thing is you need to, if you want to have a spouse, yeah, a, a one that whom God wants to send to your life, you can also yeah. raise your hand. <laughs> Điều thứ hai, đó là giữ ai cho quý vị muốn mình có một cái người phối ngẫu, một người vợ, một người chồng là người tin Chúa là người Chúa đem đến trên đời sống của mình Chúa chọn cho mình thì quý vị cũng giơ tay lên luôn à, nghĩa là cả hai nhóm đều giơ tay nên là quý vị an tâm quý vị giơ lên không ai biết quý vị là ai thuộc nhóm nào let's pray. Yeah, let's pray. rồi bây giờ chúng ta sẽ cầu nguyện cho những người giơ tay Father we heard your word today Lạy Chúa chúng con nghe lời của Chúa ngày hôm nay we want to obey you, God Lạy Chúa chúng con muốn vâng lời ngài thưa Chúa So I pray for those who are having a problem with uh, unbeliever girlfriend or boyfriend. Uh, lạy Chúa cầu nguyện cho những người gặp rắc rối với lại uh, cái người chưa tin Chúa dù là bạn trai hay bạn gái của mình. You Give them the wisdom. Ơ uh, Chúa ban cho anh chị em con sự khôn ngoan từ nơi Chúa. Uh, how to handle this situation. Để anh chị em con biết cách để xử lý, biết cách để dàn xếp những cái chuyện đã xảy ra. Lord, you lead them and you guide them Lord là Chúa xin dẫn dắt và hướng dẫn uh, các anh chị em chúng con. Even, even better still this is my own prayer for my brother and sister that the uh, uh, future that girlfriend and boyfriend voluntarily want to leave them. Dạ, yeah. và con có câu nguyện uh, cho những cái anh chị uh, cho, cho cái người mà bạn trai bạn gái chưa tin Chúa đó đó, họ tự nguyện họ rời khỏi, họ chia tay anh chị em con luôn. And Lord every let every soul tie be broken. Uh, có câu người thưa chúa tất cả những cái ràng buộc Và phương diện tâm hồn nó sẽ bị phá vỡ trong danh Jesus stress. be two way, between they and the person and the person and them, so they are no more feeling, no more so uh, Không còn có sự ràng buộc Và phương diện tâm hồn nữa, không còn có những cái cảm xúc, cái cảm giác gì với nhau nữa. Cho dù là anh chị em con là đã tin Chúa rồi, hay là cái người kia là người chưa tin Chúa, họ cũng không còn cảm xúc gì với anh chị em con nữa. In the name of Jesus, I pray. Và có câu nguyện điều này cho anh chị em coi trong danh Chúa Jesus Christ. And those, those, are looking for a spouse, a future spouse. Rồi bây giờ cầu nguyện cho những ai là đang muốn có người vợ, người chồng, người phối ngẫu trong tương lai là người tin Chúa. You bring the spouse into the life. Và có cầu nguyện Chúa đem người phối ngẫu đến cho anh chị em con. So clearly they know this is the right person. À, anh chị em con nhận biết rất là rõ ràng đây đúng người Chúa đem đến cho mình rồi. Let such a clear confirmation between two parties. They know that this is the right, right, uh, right spouse. Yeah. Và cả hai người đều có sự xác uh, chứng rất là rõ ràng từ nơi Chúa rằng là đây đúng là người mà Chúa đã chọn cho mình. Đây đúng okay. là người vợ. Còn người kia cũng nhận ra đây đúng là người chồng Chúa chọn cho mình. I pray in the name of the Lord Jesus Christ. nguyện điều này cho anh chị em con trong danh Chúa Jesus Christ. those of you, you want to be singer for the Lord. Rồi bây giờ xin mời hạ tay xuống hết đi. Bây giờ những ai cho quý vị đó là muốn hay là nhận biết Chúa có sự kêu gọi cho mình ở độc thân. The Bible is very clear when you are single for the Lord, you're single eye for the Lord, you able to seven better than those who are married. Thì khi mà quý vị độc thân nó có điểm lợi đó là mình không có liếc dọc liếc ngang, mình cứ để mắt của mình tập trung vào Chúa mà thôi. Mình chuyên tâm phục vụ Chúa. And God will take away every desire from you because uh. you have a single for him dạ yeah. bởi vì mình có sự kêu gọi của Chúa thì Chúa cũng ban ơn cho mình, Chúa loại bỏ ra khỏi đời sống của mình tất cả những cái à, mong muốn, thầy muốn là có vợ có chồng à, để rồi mình cứ ở độc thân à, để à, phục vụ Chúa, chuyên tâm phục vụ Chúa Amen Anybody here Yeah Dạ yeah. bây giờ có ai trong quý vị nhận biết cái điều đó dành cho mình hay không? You can show ai... face. it's okay <laughs> yeah. Nếu quý vị mà tắt camera cũng không sao cả, yeah. nghĩ là quý vị nhận biết là Chúa có sự kêu gọi dành cho mình Ừ, nhớ là đây là những cái người mà chưa có vợ hay chồng cũng như là hiện tại là không có vợ có chồng nha thì mình mới nói đến vấn đề ở độc thân nha rồi bây giờ ừ. à, có ai được ơn đó có ai nhận biết đó là điều Chúa dành cho mình thì giơ tay lên để chúng tôi cầu nguyện giơ tay một vàng đó tắt camera cũng được có ai không không có ai muốn không à. không có ai muốn ở độc thân à. yeah. yeah, you to be inspired by the Holy Spirit. Hallelujah. Don't do it because I say. Hallelujah. À, nhớ là quý vị cần phải thấy thấy được cái sự cảm thúc của Chúa đặt để trong lòng của mình chứ không phải là vì cớ tôi nói như vậy nên quý vị mới đưa tay lên miễn cưỡng nha không phải. Đó là cái điều mà Chúa đặt để trong lòng để mình muốn mình muốn rằng là mình ở độc thân để phục vụ Chúa suốt đời. Có ai không? Tôi sẽ chờ một phút thôi để cho quý vị suy ngẫm rồi quý vị đáp ứng. Amen. This is full surrender. À, đây cũng là một sự đầu phục thật sự luôn đó, tại vì giờ mình sẵn sàng từ bỏ cái chuyện mong muốn lấy vợ lấy chồng để mình phục vụ Chúa. Marriage is very very important institution of the Lord. Thì chúng ta biết rằng là vấn đề lập hôn lập gia đình đó kết hôn là điều rất là quan trọng đối với Chúa. And you are prepared to be single for the Lord is a very special ministry. Nhưng mà nếu quý sẵn sàng để uh, gọi là ở độc thân để uh, chuyên tâm phục vụ Chúa, đó cũng là điều rất là đặc biệt đối với Chúa. Amen. Amen. Let us pray. We are finished. Chúng ta cầu nguyện nha. Father, we thank you, Lord, for speaking so clearly today. Uh, cha, chúng con cảm ơn Chúa vì ngài phán dạy chúng con rất là rõ ràng trong ngày hôm nay. We thank you, Lord, for the prayer that we offer to you and the word been released to your people. Và con cảm ơn Chúa vì những cái lời cầu nguyện mà chúng con đã trình dâng lên cho Chúa. May all be implanted each of our heart in the name of Jesus Christ. Và con cầu nguyện những cái điều này thì Chúa ngài ghi khắc vào trong lòng của chúng con. Trong danh Jesus Christ. Amen. Amen.